Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh nấu ăn của Tú Lê miền Tây. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến với các bạn một món ăn ngon, dễ làm tại nhà và vô cùng đẹp mắt luôn. Đó chính là món bánh lăn rau câu không cần hấp. Và cách làm đơn giản thôi, mình đã có món bánh vô cùng đẹp như thế này. Món này thì mình có thể làm trong những buổi tiệc nè, những buổi sum họp gia đình để làm món tráng miệng vừa đẹp lại vừa ngon. Đầu tiên ở đây mình có một gói rau câu dẻo, rau câu dừa đó các bạn. Gói này là 12g, 4 cái trứng gà, 2 bịch sữa tươi, mỗi bịch là 220ml. Tiếp theo mình sẽ có ở đây là hương lá dứa nha. Mình cho thêm một chút xíu, còn các bạn nào không có mình khỏi để cũng được. 2 ống vani, một chút xíu muối, 120g đường và 150ml sữa đặc nha. Trong phần đường mình lấy ra cái chén này là 2 muỗng canh nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho một nửa cái phần rau câu này. Mình cho vào mình trộn. Phần này thì mình sẽ làm là phần nhân nha. Rồi cái phần đường mình đã trộn xong mình cho vào cái tô bự. Tiếp tục thì mình sẽ cho hết 2 bịch sữa tươi vào. Tùy theo là cái độ ngọt các bạn có thể gia giảm theo khẩu vị của mình nha. Tiếp tục thì một chút xíu muối mình cho vào luôn. Và cả ống vani ha. Vani thì sẽ giúp cho cái phần bánh lăn của mình nó được thơm hơn và không bị tanh. Rồi sữa đặc thì mình sẽ cho hết vào luôn. Mình quậy ra cho cái phần này nó tan hết nha các bạn. Khi tan xong rồi á, thì mình sẽ đem đi nấu luôn. Phần nhân mình làm như thế này á thì nó sẽ có một cái vị ngọt và béo rất là ngon. Rồi mình để sang một bên đi. Ở đây thì mình sẽ đi đập cái phần trứng này ra nha. Mình sẽ sử dụng hết cả lòng đỏ và lòng trắng luôn nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ quậy ra. Quậy cho nó tan hết là được nha các bạn. Khi mà mình quậy ra xong rồi mình sẽ lọc qua một cái rây để loại bỏ đi những cái phần vỏ còn dư á. Nhiều khi mình đập ở trong cái trứng này á, nó sẽ còn vỏ đó các bạn. Và cũng lọc như vậy giúp cho trứng mình nó được mịn hơn. Mình gạt bên dưới như thế này thì nó sẽ rớt trứng xuống hết nha. Như vậy là được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ hết phần sữa lúc nãy mà mình pha đó. Mình cho vào một cái nồi nha. Sau đó mình sẽ mở bếp lên để mà mình nấu. Trong lúc nấu thì mình cũng lấy cái phới hay là lấy đôi đũa đó. Mình khuấy đều như thế này. Để cho những cái phần đường nhiều khi nó chưa tan đó các bạn. Nó sẽ tan đều hơn. Trong khi nấu cái phần này á, các bạn để ý giùm mình nha. Mở lửa vừa, không mở lửa lớn. Và khi nấu một hồi các bạn sẽ thấy là phần rau câu sẽ sánh lại. Không có sôi, nó sẽ hơi sôi lăn tăn nhẹ thôi, chứ không có sôi ùn ụt nha. Và cái hơi khói nó sẽ bốc lên nhiều hơn. Ở trong video thì các bạn khó thấy, bên ngoài thì cái phần khói lên á rất là nhiều. Thì như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần trứng hồi nãy mà mình đánh. Và mình các bạn nhớ giảm lửa nhỏ lại. Vừa cho trứng vào và vừa đánh đều luôn. Mở lửa nhỏ nhất có thể nha. Đó, mình vừa cho, mình vừa khuấy đều như vậy thì trứng nó sẽ không có bị quấn cục. Và nó sẽ lỏng nha các bạn. Còn nếu mở lửa lớn quá thì nó sẽ thành cái cục cứng ngắc luôn á. Vừa cho vào vừa khuấy như vậy đó. Một hồi thì cái phần trứng này nó sẽ sánh lại. Đó các bạn coi nè. Ở bên ngoài nó sẽ có khói bốc lên luôn nha.
Tuy nhiên thì cái phần trứng nó sẽ rất là ngon và mịn như thế này. Đó, các bạn coi nè, như vậy là được rồi đó. Mình để trên bếp một chút xíu thôi là mình sẽ cho vào khuôn. Không cần nấu lâu nha các bạn, mình cho vào mình khuấy đều. Khuấy đều sau đó thì các bạn để trên hơi nóng nóng nhẹ thôi. Tiếp tục thì mình sẽ đổ vô ra khuôn như thế này. Phần này mình sẽ để cho nó đông nha các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ đi làm những cái phần khác nha. Ở đây mình chuẩn bị là 30g lá dứa. Mình đã cắt nhuyễn ra rồi, sau đó mình cho vào đây là 200ml nước lọc. Phần này mình chỉ việc đem xay cho nó thật là mịn nha. Sau khi xay mịn rồi mình sẽ cho vào cái lọc như thế này. Rồi mình vắt kiệt nước là xong. Như vậy là mình đã thu được phần cốt lá dứa rồi. Đây là phần đường còn lại thì mình sẽ cho hết cái phần rau câu lúc nãy đó. Một nửa rau câu còn lại nè. Mình cho vào cái phần đường này, sau đó mình trộn đều lên. Mình sẽ cho hết phần đường và rau câu vừa rồi cho vào nồi nha. Tiếp tục phần nước cốt lá dứa mình cho vào đây luôn. Và ở đây mình cho thêm vào là 300ml nước lọc nữa. Sau đó thì mình sẽ quậy ra. Mình quậy cho tan đường hết đi rồi tiếp tục mình sẽ cho lên bếp để nấu luôn. Để cho phần rau câu lá dứa này được thơm hơn thì mình sẽ cho vào đây làm 2 giọt nha các bạn. 2 giọt hương lá dứa nè. Và nó thơm và cũng tạo lên cái màu đẹp. Còn các bạn không có thì mình khỏi để ha. Bây giờ thì mình cũng đã bắt lên bếp để nấu rồi. Các bạn thấy là phần rau câu này rất là sánh kẹo cho nên mình không cần nấu lâu đâu nha. Chỉ cần mình nấu sôi lên ha. Và mình sẽ đem đi đổ liền được luôn. Khi sôi rồi thì có những cái phần bọt mình nên vớt bỏ đi để rau câu mình được trong hơn. Phần rau câu này mình nấu trong vòng tầm khoảng 2-3 phút thôi các bạn, không cần để lâu quá nha. Khi nấu đủ thời gian rồi mình sẽ giảm lửa nhỏ lại giữ cái độ nóng. Có bọt thì mình phải hớt bọt bỏ đi để khi mà mình đổ rau câu xong rồi nó sẽ được trong và đẹp hơn, không có bị đục cái phần rau câu của mình. Cái này thì nó cũng đã đông lại rồi nè các bạn, màu lên rất là đẹp luôn. Mình sẽ chuẩn bị cái khuôn này nha. Mình cho vào một ít lớp ở dưới nè. Một lớp nhỏ thôi các bạn, không có cần nhiều quá nha. Rồi phần bánh lăn rau câu này mình sẽ lấy ra luôn. Bây giờ mình kiểm tra ha, nó vừa được đông, hơi đông đông rồi nè. Mình sẽ cho cái phần rau câu đó lên. Đó, cái phần nhân đó các bạn. Mình cho vào ở giữa nha. Để khi mà cái bánh của mình cắt ra thì nó sẽ được đều và đẹp hơn. Cho vào hết rồi thì mình sẽ múc cái phần rau câu còn lại mình cho lên. Trong khi làm thì các bạn nhớ là mở lửa nhỏ để giữ độ nóng cho rau câu không có bị đông nha. Phần này thì mình sẽ để cho nó thật là đông ha. Đây là sau khi nó đã đông rồi nè các bạn. Ở đây thì mình cũng có làm thêm là từ lon nước ngọt và lon bia nha. Lon nước ngọt và lon bia này thì cái phần nhân nó hơi bự á, cho nên mình phải cắt ra bớt đó các bạn. Còn nếu mà ở nhà các bạn có cái khuôn mà bánh trung thu á thì các bạn làm giống mình. Còn nếu mà từ cái lon nước ngọt thì các bạn kiếm cái phần làm nhân á nhỏ lại thì nó sẽ vừa nha. Làm từ cái lon nước ngọt này thì cũng rất là đẹp luôn. Xíu nữa thì mình sẽ lấy ra cho các bạn coi ha. Bây giờ mình sẽ lấy trước cái phần trong khuôn bánh trung thu rau câu này. Cái này là khuôn bánh trung thu rau câu đó các bạn, rất là đẹp luôn. Mà mình làm nó cũng dễ lấy ra nữa. Mà cái bánh nó cũng đẹp. Đây các bạn coi nè. Đó, phần nhân nó sẽ nằm ở giữa và mình nhìn cái bánh rất là đẹp ha. Để mình lấy một cái nữa cho các bạn coi nha. Phần này thì các bạn nên để lạnh á, thì ăn nó mới ngon nha. Đó các bạn coi cái này nó đẹp nè. Lon bia và lon nước ngọt sau này á,
người ta làm cái lon nhỏ đó các bạn, cho nên là mình làm cái phần nhân á sẽ để không có vừa. Còn mà cái lon cũ á nó sẽ to to á thì sẽ dễ làm hơn. Mình đã làm xong hai phần, một bên là từ lon bia, còn một bên á là từ khuôn của bánh trung thu rau câu, làm ra món bánh lăng rau câu rất là đẹp mắt luôn. Ở bên đây á, thì các bạn sẽ thấy nó nhạt hơn nha. Còn ở bên cái phần bánh trung thu rau câu này á thì nó sẽ hơi đậm hơn, tại vì cái phần rau câu bên ngoài nó nhiều hơn đó. Để mà mình cắt ra cho các bạn coi cái phần bánh lăng rau câu của mình nó như thế nào. Wow, các bạn coi, ở bên trong sẽ có phần nhân, bên ngoài thì sẽ có một cái lớp rau câu lá dứa, thơm ngon vô cùng. Mình đã làm xong món bánh lăng rau câu, cũng rất là đơn giản, dễ làm tại nhà, cũng không quá mất thời gian của mình, không cần hấp bánh mà mình đã có món ngon như thế này rồi. Món này thì mình nên để lạnh á, thì ăn nó mới ngon nha các bạn. Đây các bạn coi nè, phần nhân bên trong rất là mềm mịn luôn, bên ngoài thì sẽ có một cái lớp rau câu lá dứa thơm ngon. Phần rau câu lá dứa các bạn có thể thay thế là nước dừa tươi cũng được. Còn nếu mà các bạn thay thế nước dừa tươi á thì nên giảm cái lượng đường lại nha. Video của mình thì đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.